Ok anh em ơi, lại là mình Sima đây. Em thấy bữa nay có mấy cái filter gấu cho bạn tôi nhìn cute không anh em? Trời ngữ là trời đỉnh cao luôn chứ còn gì nữa. Thì hiện tại là người của tôi gọi tôi đâu đó là 80 mấy cuộc anh em mì. Vãi nồi gọi kinh điển luôn ấy. Tôi nhớ là trong tuần này là tôi không có đi tán gái anh em mà. Cho nên đó là việc mà người của tôi gọi tôi để cho tôi ra một cầu ấy là ngoại lệ anh em mì. Bây giờ tôi nghĩ là có chuyện gì rất là quan trọng cho nên mới gọi nhiều như thế. Ok, bây giờ là tôi sẽ đi gọi lại cho người yêu tôi cũng như là xem nói gì nha anh em mày. Nhưng mà anh em bây giờ ấn like tôi đi, hãy ấn like vô đây nha anh em mày. Đấy, tôi có động lực cũng như là ra video cho anh em xem nha. Anh em mà xem chùa cho gũ là cho tôi ngồi tôi khóc tới Tết luôn anh em mày. Rồi, bây giờ thì đi thôi anh em mày. Anh em bữa nay ăn đi với Lâm Toan rồi. What? Ngủ là trời làm gì mà nghe cắn vậy? Em bữa nay em trai bắn cho em hơi bị hay luôn. Cái gì, em có em trai luôn hả? Đúng rồi. Đù. Nhưng mà từ từ, em trai của em bao nhiêu tuổi rồi? Anh ấy nó có 7 tuổi à, anh cũng dám cho nó solo với bé Lam nào. Phải, nồi 7 tuổi nhưng mà em trai của em mất ghê không? Ghê lắm luôn á. Trời ơi, anh sợ vô cái bé Lam nó chốt kèo mấy không, cái là tao nói nhục như con cá nục luôn ấy. Từ từ, bây giờ nha, nếu như mà bé Lam nó thua em trai của em ấy, anh bỏ game luôn. Trời ơi, anh đảm bảo là mấy Lâm không bao giờ thua đâu. Em trai của em á, xinh một cái tuổi luôn. Hơi nọt. Đúng là trời, nó giờ mày đâu mà anh kiếm mày cùng làng cuộc sống vậy? Bây giờ bên nhà mẹ em chơi. Ê, mày biết em trai của mày không? Không, hay rồi. À, mấy Lâm nó không biết anh em mày. Thì hiện tại là mày vừa gọi điện cho anh ấy, nói là có đứa em trai là 7 tuổi. Hả, mày bấy không luôn? Bé Lâm chuẩn bị tới công chuyện rồi anh em mày. Nhưng mà anh đã chốt kèo với lại là May rồi. Nếu như mà em trai của May mà thắng mẹ thì anh bỏ game diễn luôn ấy. Chị chơi game ghê hả? Trời ơi, bây giờ mày phải thắng ấy. Bắt buộc là 100% Bé Lâm phải thắng anh em mày. Nó mà thua xác định là mình dẹp game mình nghỉ luôn ấy. Hiện tại là em trai của May 7 tuổi anh em mày. Bé Lâm thì nó 10 tuổi anh em à. À, 10 tuổi đối đầu lại là 7 tuổi anh em mày. Bây giờ nếu mà mày thắng được em trai của mày ấy, anh cho mày 100.000 kim cương luôn. Gì thiệt á hả? Cho luôn cái ạc mà đêm qua anh mua của anh hàng xóm luôn. Thiệt luôn. Trời ơi, thiệt mà. Nhưng mà bây giờ mày tự tin bao nhiêu phần trăm mày thắng? Thủy 100% luôn anh hai. Đó, 1% như này mình mới gọi là an tâm anh em mày. Mấy Lâm nó nói 50% chứ là dẹp nghỉ luôn ấy. Ok, bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng luôn anh hai. Vô. Ok anh em ơi, lại là mình Sima đây. Thì kế bên tôi chính là bé Lâm, em trai ruột của tôi anh em à. Còn kế bên mày chính là bé Bin, em trai ruột của mày anh em ơi. Nếu như mà các bạn cho là bé Lâm thắng ở trận đấu này á, các bạn comment đó là bé Lâm cũng như là trái tim nha. Còn ngược lại các bạn mà cho là bé Bin thắng á, thì comment bé Bin cũng như là mặt cười nha anh em ơi. Đó, ok nha. Rồi, thì để xem là 7 tuổi đối đầu với lại 10 tuổi ai chính là người chiến thắng nha anh em ơi. Bây giờ là tôi sẽ tao phòng cũng như là vô luôn nha. Hóng như lắm rồi anh em à. Ok anh em ơi, vô trận đấu rồi. Tôi không biết là cái cặp sừng này của bé Lâm là trong trận đấu này nó còn nguyên vẹn không anh em ơi, chứ tôi nghi nghi là ra đi không bao giờ trở lại luôn ấy. Ok, trận đấu đầu tiên là bắn bằng mini Uzi. Đây rồi. Ê gì ơi? Ui, bé Lâm yếu máu rồi anh em ơi. Ui gầu xong vãi nồi yếu máu nhưng mà nó không bơm, nó liều mạng luôn anh em mà. Cay thế nhỉ. Ok anh em ơi, xem video của mình đó là nhớ đừng có tua nha. Thì đây chính là trận đấu rất là quan trọng đối với tôi luôn. Nếu như mà bé Lâm nó thua thì coi như là tôi bỏ game luôn anh em à. Thì sau clip này nếu như mà bé Lâm nó thua ấy thì tôi cũng đăng luôn anh em mày. Và nếu như mà bé Lâm nó thua thì tôi không ra video nữa thì anh em kiểu thông cảm với tôi nha. Tại vì tôi giao kèo rồi anh em mày. Rồi xong vãi nồi 2-0 luôn rồi. Ghê vậy. Trời ơi là trời, bé Lâm ơi cứu anh của mày, vãi nồi gì. Tôi bây giờ là 2-0 rồi anh em ơi. Tôi đang rất là muốn là bé Lâm nó thắng trận đấu này cũng như là tôi tiếp tục cũng như làm video tấu con bà nó hài cho anh em xem anh em à. Nhưng mà bé Lâm mà nó thua thì tôi chắc là hơi toan luôn anh em ơi. Ok, nhưng mà không sao, hy vọng là bé Lâm thắng anh em à. À, tại vì tôi nghĩ là bé Lâm nó 10 tuổi là có thể đấu được với 7 tuổi anh em ơi. Ok, vừa nói xong cái bé Lâm bay màu luôn anh em ơi. Ghê vậy. Không sao, không sao, quân tử nhất ngôn trả thù 10 năm hơi muộn anh em à. Thì mấy cái trận đấu mà ngày trước bé Lâm nó bị dẫn trước đâu đó là 6-0 mà vẫn lật kèo được ấy. Cho nên trận đấu này tôi vẫn có một cái niềm tin là vào nó anh em ơi. Có là Lâm ơi, ui vãi nồi, mày mang cái sừng mày bắn kiểu này tôi dẹp nghỉ luôn. Ui, có đam vàng anh em ơi. À, thì ngày xưa là anh em bắn đam vàng thì người ta chê anh em là con bót. Nhưng mà bây giờ anh em bắn đam vàng thì anh em trở thành pro ấy. Bởi vì máu đỏ là sửa thành máu vàng rồi anh em ơi. À, đi rồi, đây rồi, đói không, bể này cũng điện liền. Ok, 1-3 anh em ơi. Ngày xưa nếu như mà ai chê tôi là bắn full vàng á thì tôi hơi buồn anh em ơi. Nhưng mà ngày nay nếu như mà ai mà kiểu nói tôi bắn full vàng ấy thì tôi vui như Tết luôn anh em à. Nhưng mà riêng ai mà nói tôi là bắn full trắng thì chắc là tôi buồn
khóc tới Tết luôn anh em ơi. Bởi vì ngày nay là máu vàng nó sẽ đổi thành máu trắng anh em ơi, máu đỏ sẽ thành máu vàng. Đấy, rồi full vàng đi. Ui, có năm vàng nè anh em ơi, hình như là 2-3 năm vàng ấy. Rồi, cố lên. Tôi thấy là mấy Lâm nó mang đồ quý gia so này là nó bắn cũng khác hẳn luôn anh em ơi. Đấy, cực kỳ là máu chiến cũng như là liều mạng luôn anh em à. Rồi, 2-3 rồi. Theo như mà kinh nghiệm nhiều năm phụ hồ nhưng mà không biết xây nhà của tôi á, thì tôi chắc chắn là anh gà gán mướn thầy là phụ hồ cũng như là xây cái cổng trời luôn anh em ơi. À thì tính ra từ ngày mà update cái cổng trời này á, thì tôi thấy là nó cực kỳ là khó di chuyển luôn anh em à. Vãi nồi địch nó núp mà tôi kiểu công lên là không biết nó trước luôn anh em ơi. Bay ra nó bắn một cái trời muốn độn thổ luôn anh em à. Rồi cố lên em ơi, trời mày đừng có nóc nữa nghe, trời nóc nữa là tôi ngồi tôi khóc tới Tết luôn đây. Rồi anh em ơi chơi vừa nói luôn đó, đậu xanh đậu đũa đậu đen đậu Hà Lan nghỉ luôn đi. Á đu cực kỳ là trùng hợp luôn anh em ơi. Thì tôi vừa phát hiện ra là nãy giờ tôi mới đi anh em ơi, thì bé Bin đang chơi cái cây MB40 bích vàng anh em à. Bé Lâm nó cũng chơi cây này rồi, xong đại chiến MB40 bích vàng luôn chứ còn gì nữa. Trận đấu này nói chung là về mặt skin súng ấy thì nó công bằng rồi anh em ơi, nhưng mà bây giờ là kỹ năng để xem ai chính là người chiến thắng nha. Như bé Lâm có đâm vàng rồi anh em ơi. À hình như là bé Bin yếu rồi. Cố lên mày chơi sao mà đỡ được. Ok bây giờ là 3-4 rồi anh em ơi. Nếu như mà anh em xem tới đây rồi mình xin thông báo quảng cáo và chi tiết cho anh em là quân đoàn 3 gaming của mình tuyển thành viên nha anh em ơi. Đó, và anh em mà có vào thì nhớ là liên hệ cho Facebook cá nhân của mình nha, đấy mình sẽ cho anh em vô quân đoàn của mình nha anh em ơi. Rồi để rồi chơi đi Lâm ơi, sao mà đỡ được, bể nó cũng điện nhờn hả mày. Trời gỗ là trời, người ta lên từ nãy tới giờ 80 kiếp rồi, bé Lâm nó mới lên anh em ơi. Thì hồi nãy giờ là nó bị mất mạng anh em à. Ok, cố lên anh em ơi, bây giờ là 4 điều rồi. Trời, 4 điều là chơi khô máu liều mạng luôn đi chứ còn gì nữa. Bây giờ là không phải ngại anh em ơi. Thì rồi chơi đi, ui có 5 vàng rồi nè anh em ơi. Sao từ nãy tới giờ nhây á thì bé Lâm nó cũng kẹt bo rồi anh em ơi. Chơi, bể nồi cơm điện liền. Ok, bây giờ là 5-4 anh em ơi, ngon rồi. Trận đấu này phải nói là nó căng như dây đàn luôn anh em à. Thì hồi nãy giờ nếu như mà anh em nào comment bé Lâm hay là bé Bin thắng á, thì nhớ là xíu nữa đi xem trận đấu này kết thúc á. Nếu mà ai thắng thì tôi tặng kim cương cho người đó nha. Nhưng mà đặc biệt là anh em không có tua cũng như là xem kết quả nha anh em ơi. Thì tôi là chủ kênh cho nên là tôi biết là tài khoản nào tôi đeo của tôi, cho nên là anh em nhớ là chơi trung thực xíu nha. Thì xíu nữa tôi sẽ tặng kim cương cho anh em nha anh em ơi. Để rồi, cố lên anh em ơi. À, tính ra là không ai dám công lên luôn anh em ơi. À, đi rồi, chết đi. Nhờ này trời ơi là trời, lụm liền anh em ơi. Đã 4 rồi, ngon rồi anh em à. Lúc nãy là May nói với tôi nếu như mà trận đấu này bé Lâm thắng được bé Bin em trai của May anh em, thì May không cho tôi ra gầm cầu 1 năm anh em ơi. Rồi, tới công chuyện nữa, ngày mai tôi sẽ mở lớp học đó là đào tạo những người tán gái mà siêu giỏi anh em ơi. Đó, anh em nào mà đăng ký học á thì nhớ là kết bạn Facebook tôi nha. Tôi sẽ dạy anh em là tán gái, tôi nói là 100 em luôn anh em à, đấy thứ gì mà chịu nổi luôn. Ok, rồi, cuối cùng là bé Lâm nó cũng đã chốt kèo với tỷ số là 7-4 rồi anh em ơi. Ui, lật kèo tôi nói là đỉnh cao luôn ấy. Lúc đầu tôi nghĩ là 3-0 là bé Lâm nó kiểu muốn tôi thua anh em ơi, nhưng mà thật ra là lật kèo đơn giản luôn ấy. Rồi, bây giờ thì đã win rồi anh em à, cảm thấy là trận đấu này khá là ngon rồi. Vô, bà con cô bác mấy đại xuân à. Từ nãy giờ anh em nào mà comment bé Lâm chiến thắng trận đấu này á, thì comment đi game đi. Tôi tặng là 50 bạn, mỗi bạn là 1k kim cương luôn nha. Đấy, chơi lớn luôn anh em à. Ok, thì những bạn nào mà comment bé Bin á, thì nói chung là chia buồn anh em à. Nhưng mà lần sau thì nói chung là comment đúng thì tôi tặng nha. Rồi, thì bây giờ là các bạn sẽ phần câu hỏi mỗi ngày này, anh em trả lời đúng này, cũng như là mình tặng kim cương cho những anh em nào mà trả lời đúng luôn nha. Khi chúng ta bật kỹ năng ngộ không lên thì bao nhiêu giây sau kỹ năng đó mới hồi lại? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này cũng như là kèm theo đi game nha anh em ơi. Đừng quên là lên shop cmavip.com của mình cũng như là quay kim cương nha. Đừng lên tôi kiếm phần comment cũng như là phần tả anh em ơi. Shop tôi là ít hai thẻ này cũng như là 100% chú kim cương luôn anh em à. Độc quyền luôn chứ còn gì nữa. Thắng rồi anh em à, được ló liền. Từ từ, nắm tay cái đi. Đó, ok anh em ơi. Thì cuối cùng là bé Lâm nó cũng hạ được em trai của May rồi anh em à. Nhưng mà lúc đầu anh thấy cái bắn gì mà thua 0-3, áo ma cực kỳ luôn anh em ơi. Lúc đó là mình có suy nghĩ là mình nghĩ bé Lâm nó cho mình nghỉ game luôn sao anh em mà nó để thua thế anh em ơi. Áo tới nồi luôn ấy. Ok, thì bây giờ là anh cho mày 100 ngàn em cương như đã hứa này, cũng như là một cái ạc mà tối qua anh mua của anh sớm ấy. Nhưng mà bây giờ mày lấy em cương đi ạc cho mọi người đi chứ còn nữa. Ok luôn hai. Ok, bây giờ anh em nhớ là comment đi game nha. Mình tặng cái ạc đó cho mọi người nha anh em ơi. Một bạn ngẫu nhiên và may mắn trong ngày hôm nay luôn nha. Nhớ lắng like nha. Rồi, còn bây giờ thì bye bye anh em.